Hôm trước thì tôi cũng đã trao đổi với các bạn về lựa chọn các đối tượng. Chúng ta đã biết mấy cách lựa chọn các đối tượng như sau. Một là chúng ta sử dụng các cái công cụ để tạo vùng chọn, ví dụ như là nhóm Marquee, nhóm Luxo, nhóm Majorone hoặc là Direct Selection. Đấy là nhóm công cụ cơ bản giúp chúng ta tạo ra cái vùng chọn để chúng ta lựa chọn được các cái đối tượng mong muốn ở trong bức ảnh. Ở một cấp độ khác thì chúng ta cũng đã làm quen với lại công cụ pen. Chúng ta sẽ sử dụng pen để vẽ ra các đường phát bám thật sát vào cái chu vi của đối tượng, và từ đó chúng ta biến cái đường phát mà vẽ ra thành các cái vùng chọn. Hoặc sử dụng một phương pháp khác nữa là chúng ta sử dụng Quick Mask để chúng ta tạo và điều chỉnh các cái vùng chọn. Tuy nhiên thì các cái công cụ đó dù nó mạnh hơn nhau, yếu hơn nhau ở một vài trường hợp, nhưng mà gặp phải những cái trường hợp mà nó tương đối phức tạp. Đấy, ví dụ như là trong cái ảnh này chẳng hạn, hoặc là trong ảnh mà người mà tóc tai mà bù xù ra chẳng hạn. Đấy, thì những cái trường hợp như thế thì các công cụ đó cũng vẫn tương đối là khó khăn khi mà chúng ta muốn lọc thật tốt những cái phần tử mà bé hoặc là mảnh hoặc là quá nhiều như thế này. Hôm trước thì chúng ta cũng đã có một cái buổi trao đổi về cái công cụ tẩy đúng không? Thì công cụ tẩy nó có một cái tùy chọn rất là hay, đó là cái tẩy background. Nó cũng sẽ giúp chúng ta làm việc theo một cái tư duy ngược, tức là nếu mà vật mà chọn khó thì chúng ta sẽ xóa nền để còn lại cái vật thôi. Thì đấy cũng là một cách. Đấy, nhưng mà cái cách đó cũng vẫn chưa phải là cái cách thực sự là hoàn hảo. Thì dựa theo những cái phản hồi từ người sử dụng thì Photoshop cung cấp cho các bạn thêm một cái phương pháp nữa để mà làm sâu hơn, tinh vi hơn khi mà các bạn cần phải lọc, các bạn cần phải chọn một cái đối tượng nào đó mà nó rất là nhiều cái mili ti. Và do đó thì chúng ta sẽ được hỗ trợ tốt hơn trong cái quá trình mà chúng ta tạo và xử lý các vùng chọn dạng như vậy. Thế trên hình ảnh thì các bạn nhìn thấy là chúng ta đang có một cái con ngựa đang chạy. Đấy, bây giờ mà tôi muốn lọc cái con ngựa này ra thì rõ ràng là với các cái phương pháp trước đây mà chúng ta đã biết thì có lẽ duy nhất chỉ có cái phương pháp là dùng dùng pen đấy, hoặc là dùng tẩy. Trong trường hợp này là tẩy background thì nó sẽ giúp chúng ta là tỉa sâu vào trong những cái khoảng nền ở trong cái bờm ngựa hoặc đuôi ngựa vân vân, thì nó sẽ giúp chúng ta là tẩy một cách kỹ càng hơn. Thế thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau làm với một cái phương pháp khác nữa, đó là sử dụng Refine Edge, một cái tùy chọn bổ sung nâng cao cho các cái công cụ tạo vùng chọn. Ở trong trường hợp này thì các bạn thấy rằng là nó cũng không, cái ví dụ này của tôi thì không phải là cái ví dụ quá phức tạp, tại vì cái nền trời thì nó cũng tương đối là thuần nhất. Thế bây giờ chúng ta làm quen thử với cái tùy chọn Refine Edge xem là nó hoạt động như thế nào nhé. Để chọn con ngựa thì hoặc là chúng ta chọn trời hoặc là chúng ta chọn ngựa đúng không? Trong trường hợp này tôi chọn trời đi. Chọn cho nó nhanh thì chúng ta sẽ sử dụng cái công cụ Quick Selection hoặc là Major One. Đấy. Và bây giờ tôi tăng cái size lớn lên một tí để tôi có thể chọn nhanh hơn. Nhấn giữ An, nhấp chuột phải và tôi kéo dê chuột sang phía bên phải là để tăng cái kích thước của cái công cụ Quick Selection này lên. Sau đó thì tôi bắt đầu là nhấp và tôi kéo dê cái công cụ này vào những cái vùng mình cần lấy. Thì nó sẽ chọn lựa cho tôi những cái phần mà tôi muốn lấy. Ở sát vào đây thì chúng ta có thể là thay đổi cái kích thước nó nhỏ đi một tí để chúng ta chọn sát vào hơn. Này, nhấn An, nhấp chuột phải và tôi kéo sang phía bên dê chuột sang phía bên trái là để tôi tăng giảm cái kích thước của cái vùng chọn này. Chúng ta có thể phóng lớn cái khu vực này lên để chúng ta lựa chọn một cái tốt hơn.
Nếu như mà chỗ nào mà nó lỡ mà nó lem vào đây thì các bạn có thể là Ctrl Alt Z, hoặc là các bạn nhấn giữ kiếm an, các bạn tô ngược vào cái vùng mà bị trọng quá đi. Đến đây thì có vẻ là nó chọn hơi quá rồi, chúng ta cứ chọn hết cái phần đuôi này nhé. Sau đó thì có lẽ là chúng ta sẽ giảm tiếp cái kích thước của cái này xuống một tí và chúng ta chọn lại vào phần chân. Với cái phím A thì nó sẽ trừ bớt đi những cái vùng mà chúng ta bị chọn quá. Đây, nhấn phím A, khi chuyển sang trừ thì bạn kéo đường vào đây. Tương tự như thế, tôi cũng xử lý nốt ở cái chân này. Sang, kéo tiếp, đọc ở đây. Ví dụ đến đây, tôi lấy đến đây nhé. Và chúng ta sẽ đảo ngược vùng chọn lại sau khi mà chúng ta tạo được cái vùng chọn của cái trời này rồi, thì chúng ta sẽ đảo ngược vùng chọn lại để chúng ta lấy cái con ngựa ở phía trong. Đây, kết quả đây là chọn ở phía ngoài. Bây giờ tôi sẽ xử lý tiếp bằng cách là vào select đó, vào invert hoặc là control shift y ngắn để chúng ta đảo ngược lại, thì lúc này chúng ta lấy được cái phần con ngựa ở phía trong. Tuy nhiên thì các bạn nhìn thấy là cái phần bờm này, thứ nhất là có một số thứ mà nó đang lẩn ra phía ngoài cái vùng chọn, và một số ở trong này thì chúng ta vẫn còn thấy nền trời. Tương tự như vậy thì cái đuôi này các bạn cũng thấy như thế. Thế thì đối với các công cụ mà tạo vùng chọn cơ bản ở trên này, bao gồm là Marquee, Lasso và Margin 1 hoặc là Quick Selection, thì khi các bạn đang chọn một trong các công cụ này thì ngoài những cái option mà để giúp chúng ta xử lý tạo thêm bớt các thứ vùng chọn, thì nó còn có một cái nút bấm Refresh này, mà trước đó do chúng ta cũng vẫn chưa nắm sâu vào vấn đề cho nên là tôi cũng chưa trao đổi với các bạn. Thì hôm nay xong thời gian chúng ta đã làm chủ các công cụ đó tương đối là dài dài rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ trao đổi đến cái phần nâng cao này. Sau khi mà các bạn có vùng chọn rồi thì các bạn nhấn vào cái tùy chọn Refresh này, nó sẽ mở ra cho các bạn một cái hộp thoại và các bạn sẽ thấy là trước hết là chúng ta xem ở phần view mode. À, ở đây cái phần khoảng chân này thì vẫn còn một tí, được rồi, để tí đã nữa chúng ta xử lý thêm bằng phương pháp khác cũng được. Đây thì trước hết là về phần view mode thì các bạn sổ danh sách ra, thì các bạn sẽ có một số các cái tùy chọn để hiển thị để các bạn quan sát cái quá trình làm việc của chúng ta. Một là cái phần matching and này là cái thể hiện cái vùng chọn đó, đường kiểu theo kiểu kiến bò đó. Overlay tức là nó phủ một cái màu khác với lại những cái màu khác lên trên cái khu vực mà đang được lựa chọn, để cho chúng ta phân biệt được chỗ nào được chọn rồi và chỗ nào không. On black là nó cho chúng ta quan sát ở trên nền đen, on white là cho chúng ta quan sát ở trên nền trắng. Black and white thì nó sẽ cho chúng ta quan sát ở hai màu đen và trắng, đen là phần không được chọn và trắng là phần được chọn, đúng không? On layer là nó sẽ giấu luôn nền đi và nó sẽ cho chúng ta nhìn những cái phần mà đang được chọn. Thế còn Relayer này thì nó sẽ cho chúng ta quan sát lại cái thực trạng của cái layer này trước khi mình chúng ta tiến hành làm cái gì. Chọn lựa bất cứ một cái phương pháp nào cũng chỉ là cái thói quen làm việc thôi. Các bạn thấy tiện ở cái cách nào thì các bạn sẽ chọn là cách đó. Cũng không có quy định nào các bạn phải đặt ở cái chế độ A hay chế độ B thì tốt hơn. Cái này là tùy thuộc vào cái thứ nhất là cái ảnh chọn là cái ảnh nào, thứ hai nữa là thói quen làm việc của các bạn sau khi mà các bạn bắt đầu làm việc với cái này. Thì các bạn có thể tùy chọn lấy một cái chế độ nào đó,
Với tôi thì tôi hay để cái on layer này để chúng ta quan sát được là cái nền trong và cái phần được chọn và phần không được chọn. Sau khi mà chọn xong cái này thì chúng ta sẽ chọn lựa thêm một số các cái tham số. Đấy. Thế nhưng mà tùy vào cái đối tượng chúng ta cần chọn và tinh vi đến đâu thì chúng ta sẽ làm việc với các tham số khác nhau. Thực ra thì ở đây các bạn chỉ cần đánh dấu cho tôi mấy cái này. Một là cái phần output đánh dấu cho tôi, và cái phần decontaminate color này thì nó sẽ tự động căn chỉnh cái tương phản giữa các cái vùng chọn và vùng không chọn, và cứ để cái giá trị gốc của nó là được rồi. Phần smooth thì nó sẽ giúp cho các bạn là làm mềm cái biên vùng chọn này. Đấy. Nhưng mà trong trường hợp này, nếu như mà chúng ta chọn một cái gì đó là chúng ta thực hiện cái việc mà cắt dán để chúng ta giấu cái biên đi thì chúng ta mới nên xử lý, chúng ta mới nên dùng cái này. Còn thường thường thì không nên, tại vì là chúng ta đang cố gắng lọc những cái phần mà nó rất là mạnh, như là lông và đuôi hay là lông bờm của con ngựa này, hoặc là tóc trong trường hợp mà chúng ta lọc người chẳng hạn, thì những cái thứ đan xen này nó rất mạnh và nó nằm và lẫn vào với nhau. Khi mà chúng ta tăng cái độ smooth lên thì nó sẽ lẫn vào nhau và nó sẽ không 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 tốt cho cái trường hợp mà chúng ta chọn những cái từ tinh vi như thế này. Cũng tương tự như thế, đây ví dụ tôi tăng smooth lên. Đấy. Tôi tăng smooth lên thì các bạn sẽ thấy là đây. Ví dụ như là trong trường hợp này thì chúng ta hơi 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 khó nhìn một tí đúng không? Chúng ta trả nó về một cái cách thể hiện khác đi. Đấy. Thì cái việc mà chúng ta tăng hay giảm smooth thì nó sẽ làm cho cái phần biên này nó mềm đi, nhưng mà chính như thế thì nó sẽ lẫn rất là khó, cho nên là thường là tôi cũng không sử dụng cái này. Feather cũng vậy, Feather thì nó làm cho tạo ra một cái vùng biên mà nó rất là khó xác định. Đây này, các bạn nhìn ở vừa nãy khi mà chúng ta để Feather bằng không thì cái vùng màu xanh là một cái vùng mà nó rất là rõ ràng, và chúng ta định liệu được chỗ nào là chỗ vùng biên. Cái của chúng ta đang cần là xử lý biên mà. Thế nhưng mà cái feather mà chúng ta tăng lên thì rất khó để định liệu được vùng biên, cho nên rất khó để chỉnh. Đấy, trường hợp mà lại đòi hỏi vừa chính xác vừa tinh vi thì cũng không nên dùng cái này. Đấy. Contrast thì nó tăng giảm cái độ tương phản lên, có thể là để nhìn rõ hơn. Các bạn nếu như mà trường hợp mà nó mù mờ, các bạn có thể tăng cái này, còn không thì cũng có thể để nguyên. Trong này có mỗi cái này là các bạn có thể nên làm đúng không? Các bạn đánh dấu cái Smart Radius và các bạn tăng cái này lên thì nó sẽ hỗ trợ các bạn là cái khoảng mà xử lý vùng biên này nó sẽ được tính toán, hỗ trợ chúng ta tính toán một cách thông minh hơn trong cái quá trình mà các bạn làm. Thì cái này là các bạn có thể đánh dấu. Ở phía dưới này thì nó có một số cái chế độ như sau. Đó là output to cái gì? Output to gì thì chúng ta có một số lựa chọn ở đây. Đó. Ở đây thì các bạn nhìn thấy là chúng ta có 6 cái lựa chọn, gồm có selection layer max, new layer with layer max, new document with layer max. Thì lần lượt chúng ta thấy là hai cái trên này nó đang bị mờ đi. Lý do rất là đơn giản, tại vì là chúng ta đang làm việc ở trên cái layer gốc là layer background, cho nên là hai cái tùy chọn này nó không khả dụng, trừ phi là các bạn làm ở trên gì đấy, làm ở trên một cái layer thông thường không phải là layer có tên là background, thì các bạn có thể là thấy hai cái tùy chọn này nó hiển thị, nó khả dụng. Thế còn trong trường hợp mà các bạn chọn là new layer thì sau khi mà lọc xong thì nó sẽ đưa cái đối tượng được lọc đó lên thành một layer rời ở phía trên. Đấy, thành một layer mới với tất cả những cái phần mà chúng ta không cần, nó sẽ bị xóa trong đi, chỉ còn để lại cái đối tượng là con ngựa này thôi. Còn nếu mà các bạn chọn là new layer with layer max thì nó sẽ vẫn giữ nguyên toàn bộ các cái điểm ảnh gốc của cái layer gốc ở dưới, nó nhân bản lên thành một layer mới ở phía trên, nhưng nó kèm theo cho các bạn là một cái layer max để nó che chắn, nó giấu đi những cái vùng ảnh mà chúng ta không muốn nó hiển thị. Thế còn new document thì nó xuất ra thành một cái tài liệu mới đó, và tài liệu đó nó chứa luôn cái đối tượng đã được lọc, đã được xóa bỏ tất cả những cái vùng ảnh mà chúng ta không cần rồi. Thế còn new document with layer thì cũng tương tự như thế, có nghĩa là chúng ta sẽ tạo ra thành một cái tài liệu mới, và
chứa cái layer, đồng thời layer đó chứa cái layer mask để che chắn những vùng điểm ảnh không cần thiết. Thường thì chúng ta sẽ để ở chế độ new new layer with layer mask hoặc là new layer new document with layer mask. Tại sao? Vì là không có cái gì nó hoàn hảo 100% cả, bất kể là trong cái trường hợp nào. Và do đó thì được sự hỗ trợ của Refresh, đôi khi chúng ta cũng vẫn cần phải chỉnh sửa lại thêm ít nhiều. Và khi vẫn còn tồn tại cái mask thì chúng ta vẫn có thể can thiệp, chúng ta chỉnh sửa lại để cho nó giấu thêm đi những cái gì mà vẫn chưa được giấu hoàn hảo, hoặc là nó giấu quá độ cái gì đi thì chúng ta có thể dựa trên cái mask đó chúng ta tô lại màu trắng vào trong cái phần mà bị giấu quá đà đi để chúng ta khôi phục lại cái vùng điểm ảnh mà chúng ta mong muốn. Thế thì tôi sẽ chọn cái này. Sau khi mà làm đến đây thì chúng ta sẽ xử lý thêm một số các cái thao tác như thế này. Lúc này thì các bạn nhìn thấy là cái vùng hình ảnh nó được hiển thị như thế này, và chúng ta sẽ xử lý bằng cách là chúng ta sẽ dùng cái công cụ Refine Radius Tool này. Đấy. Các bạn chọn bút và sau đó thì các bạn chọn cho tôi một cái kích thước làm sao cho nó vừa với cái vùng mà các bạn muốn xử lý. Ở đây cái vùng mà chúng ta cần xử lý nhất là cái phần lông bờm đúng không? Và lông đuôi. Ở đây có một số thứ thì chúng ta lại chưa được chọn hoàn hảo. Có những cái lông bờm nó bay ra dài ngoài này, vừa nãy chúng ta chưa chọn được, nó vẫn nằm ở ngoài và nó bị mất đi, nó bị che mất đi. Hoặc ngược lại, có một số cái vùng thì chúng ta lại nhìn thấy là cái nền nó vẫn còn đang lẩn vào bên trong cái phần lông bờm hoặc là lông đuôi, nó chưa được lọc, nó vẫn chưa được chọn hết, nó vẫn chưa được xử lý hết. Và bây giờ thì thao tác của chúng ta sẽ là sử dụng cái công cụ Refine Radius Tool này, và chúng ta bắt đầu là di chúng ta vẽ vào trong cái khu vực này. Các bạn lưu ý là nhìn ở đây thì nó không phải là một cái đầu bút tròn thông thường, mà nó hơi giống như là cái tẩy background, hoặc là nó giống như là cái bút replace color, đúng không? Nó có một cái dấu cộng nằm ở giữa, và các bạn sẽ sử dụng cái công cụ này để các bạn di vào cái phần lông bờm. Đấy. Cố gắng để làm sao cho cái phần mà dấu chữ thập này nó luôn luôn nằm ở cái phần mà các bạn muốn giữ lại. Đó, chúng ta có màu xanh là giống như là cái gì nhỉ? Là cái nền trời. Thế còn cái phần màu đen đen này là cái lông bờm. Và bằng việc là chúng ta di cái chuột ở trên hình ảnh và cố gắng giữ làm sao cái dấu chữ thập này nó nằm ở cái vùng mà chúng ta muốn lưu giữ, chứ không phải là cái vùng mà chúng ta muốn lọc, chúng ta muốn bỏ đi, thì các bạn sẽ xử lý được hai vấn đề. Những cái nào mà nó thuộc về cái phần chúng ta muốn giữ thì nó sẽ được giữ lại, nó thêm vào. Còn những cái phần mà thuộc về nền muốn loại bỏ thì nó sẽ bị xử lý đi. Bây giờ ví dụ tôi di vào đây. Đó. Thì di đến đây thì các bạn sẽ nhìn thấy là sẽ có một số các cái đầu lông tơ mảnh, lông bờm mảnh nó vẫn còn nằm ngoài mình chọn, thì bắt đầu nó xuất hiện ở trong này. Tương tự như vậy thì chúng ta sẽ di vào đây. Nó sẽ tính toán để nó làm sao nó giữ cho các bạn cái phần giống như là cái phần bờm này, còn những cái màu nào mà liên quan tới cái nền đấy nó không nằm ở trong cái dấu chữ thập thì nó sẽ được giấu bỏ đi. Tiếp tục ở phần trên này chúng ta vẫn còn thấy một số phần nó cũng dính dáng như thế đó, chúng ta cố gắng di vào đúng cái phần màu chúng ta muốn giữ. Bằng cách như thế này thì chúng ta sẽ thấy rằng là tôi có thể là khôi phục lại được những cái phần mà lông bờm nó vẫn còn nằm ở phía ngoài. Đây, những cái lông bờm nó rất là mạnh, đúng không ạ?
sau khi mà xử lý được ở trên phần bờm trên đầu thì chúng ta sẽ xoay sang chúng ta xử lý ở phần đuôi. Tương tự như thế, chúng ta di vào những cái phần mà lông đuôi này thì chúng ta sẽ lấy được cả những cái phần mà nó đang bay tung ra ngoài như thế này. Cố gắng giữ cái dấu chữ thập làm sao nó luôn luôn nằm ở trong cái phần mà màu của cái lông đuôi. Sau khi ghi xong thì chờ một chút để nó tính toán xử lý, và các bạn thấy là nó đã giúp chúng ta là loại bỏ được cái phần màu tương ứng với lại cái nền. Đến đây thì trông nó cũng tương đối là ổn thỏa rồi, và các bạn nhấp cho tôi vào lệnh OK. Sau khi mà chúng ta nhấp vào lệnh OK thì nó sẽ tạo ra cái gì ạ? Đây, chúng ta quan sát thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái layer gốc này thì nó vẫn có, đúng không? Nhưng mà nó bị giấu tạm đi rồi, và nó nhân bản lên thành một cái layer nằm phía trên kèm theo một cái gì đấy ạ? Kèm theo một cái mask. Cái mask này nó sẽ che chắn và nó lọc cho ta những cái phần nền không mong muốn ở bên ngoài. Và với cái mask này thì chúng ta sẽ có thể là xử lý thêm, ví dụ như một số chỗ nếu mà nó chọn mà nó vẫn còn chưa được tốt lắm, chẳng hạn như là cái khoảng ở giữa cái chân này chẳng hạn, đúng không? Thế thì tôi có thể là bấm vào cái mask này và tôi sẽ sử dụng cái bút với màu đen. Tôi có thể tô vào đây để tôi xử lý, tôi xóa bỏ, tôi giấu cái phần màu liên quan tới cái khoảng này đi. Đấy, chỗ nhỏ hơn thì chúng ta có thể tăng giảm các cái kích thước của cái bút để tô màu đen vào đây. Và bằng cách này thì chúng ta có thể là xử lý thêm, hoặc là ví dụ ở phía dưới này chẳng hạn có một số chỗ chúng ta thấy nó hơi lơm nhơm thì chúng ta có thể là tô xoay lại, chúng ta tô màu trắng. Đấy, bằng cách là tô màu trắng thì chúng ta có thể khôi phục và chúng ta làm cho cái phần chân này nó sẽ rõ ràng hơn, tại vì là trong cái quá trình mà chúng ta chọn và chúng ta xử lý trước đó thì những cái lệnh Refine Edge nó cũng có thể là nó xử lý không tốt ở một vài cái chi tiết thì nó sẽ làm ăn quá vào phía trong. Thế thì với cách như thế này thì chúng ta đã có thể lọc được tương đối là tinh những cái này, và bây giờ thì tôi có thể chọn một cái nền khác, một cái thảm cỏ khác, một cái background khác, tôi đưa vào đây, đúng không? Vào File, vào Place Embed thì chúng ta có thể ví dụ như là tôi chọn một cái nền khác chẳng hạn. Đấy. Sau đó thì chúng ta sẽ căng lớn nó lên và chúng ta đưa nó vào layer bên dưới chẳng hạn. Bằng cách như thế này thì tôi có thể ghép một cái đối tượng vào bất cứ đâu. Tất nhiên muốn cho nó chạy dưới nước thì chúng ta có thể là xử lý thêm một chút màu mè, màu đen, màu ghi gì đó vào trong cái mặt nạ này để cho cái chân nó lẩn xuống như thế, lẩn xuống cái bờ nước này chẳng hạn. Đấy, ví dụ như thế. Nhưng mà đây các bạn quan sát thì các bạn cũng sẽ thấy rằng là đây là một cái ví dụ lọc nó cũng tương đối là phức tạp, đúng không? Tại vì số lượng nó rất là nhiều, mà bản thân những cái lông bờm hoặc là lông đuôi của ngựa nó rất là mạnh, đồng thời nó là đan xen vào nhau. Đấy, và nó bay rất là nhiều hướng. Thì với cái cách như thế này thì chúng ta đã được hỗ trợ tốt hơn trong cái việc là tạo ra một cái lựa chọn mà nó rất là tinh vi, nó rất là mạnh và nó lại số lượng nhiều đan xen vào với nhau cũng như đan xen vào với nền. Đấy, thì đây là một cái cải tiến tương đối là giá trị của Photoshop, giúp cho các bạn tăng cao cái khả năng lọc
một cách chính xác cũng như là tinh vi vào trong những cái vùng chọn mà nó phức tạp như thế này. Nên dùng cái cách này thì các bạn có thể là các bạn có thể lấy được những cái vùng hình ảnh mà nó xưa nay, nếu như mà chúng ta sử dụng những cái phương pháp làm việc cũ thì nó tương đối là khó, tương đối là phức tạp, thì với cái cách làm như thế này thì chúng ta đã có thể là xử lý được tốt hơn, nhanh hơn và dễ dàng hơn rất là nhiều. Đấy, thì bây giờ các bạn có thể là tìm một cái ví dụ, hay là tôi lại đưa lên trên khu chia sẻ tài liệu để các bạn lấy thử một vài cái các bạn làm thử nhé.